đình khá phổ biến, nó tiến triển chậm, mình gặp những người lớn đặc biệt là trên 40 tuổi và liên quan đến tình thế cộng đồng. Tổn thương cơ bản của bệnh là tình trạng thoái hóa xương khớp và hoàn cái địa điểm ở vùng cổ, có thể gặp thoái hóa ở bất kỳ đoạn nào trong cái đoạn thấp sinh năm 96 thứ 7 là cái đoạn là thường gặp nhất. Chèn ép lỗ liên hợp và rễ thần kinh của xương cổ là cái tình trạng lỗ liên hợp và rễ thần kinh bị chèn ép bởi một hoặc nhiều cái cấu trúc chóng chỗ do các thay đổi tại chỗ hay từ vị trí khác đến làm hẹp cái đường ra của rễ thần kinh. Thoát vị địa đệm là nguyên nhân hay gặp nhất gây ra chèn ép cái lỗ liên hợp và rễ thần kinh. Tuy nhiên thoái hóa khớp móc, thoái hóa khớp liên mấu và cố hóa cái dạng dây chằng ngực sau thường đi kèm với cái bệnh lý thoái hóa xương cổ, thậm chí chuột đốt sống hay là thoái hóa là bệnh lý kèm theo cũng hay gặp. Ngoài ra một số nguyên nhân như là chấn thương, u bú, viêm nhiễm cũng có thể gây ra chèn ép lỗ liên hợp và rễ thần kinh. Về lâm sàng chủ yếu là ở hai hội chứng, đó là hội chứng xương cổ và hội chứng rễ thần kinh. Khi chúng ta biết được cái nguyên nhân gây ra chèn ép lỗ liên hợp và rễ thần kinh, đó là cái điều kiện tiên quyết để xác định cái phương pháp xử trí, cụ thể là phẫu thuật thích hợp hầu có được một cái kết quả điều trị như mong đợi để xâm lấn những cái xâm lấn tối thiểu để đạt được hiệu quả tối đa. Hiện nay ống ống từ là cái phương tiện tuyệt vời nhất giúp xác định rõ các nguyên nhân gây cái chèn ép đó. Việc đánh giá hẹp lỗ liên hợp xương cổ trước đây là chủ yếu dựa vào các cái hình chụp cắt ngang, cái hình axial. Hiện nay trên thế giới đã có những cái nghiên cứu đánh giá hẹp lỗ liên hợp của xương cổ dựa vào cái hình chụp đứng dọc, cái hình đứng dọc chết tầng tư, tức là cái sai thanh tích. Khi người ta so sánh với cái phương pháp mà đánh giá cổ điển, tức là qua hình chụp cắt ngang ấy, thì người ta phát hiện ra rằng có cái sự khác biệt là có ý nghĩa. Tức là với cái hình chụp cắt ngang thì có thể mình không đánh giá là đầy đủ được cái sự hẹp, nhưng mà trên hình chụp sai thanh tích, tức là hình chụp chết đứng đứng dọc chết tầng tư thì là phải thấy chuyện rất rõ. Thì từ đó mình có thái độ xử trí thích hợp thì mới giúp được bệnh nhân thoát khỏi cái đó. Ở Việt Nam thì hầu như là mình chưa có cái nghiên cứu về cái việc này, cho nên là em đã thực hiện cái đề tài nghiên cứu là đánh giá hẹp lỗ liên hợp của xương cổ trên hình cộng tử. Rồi đó là bác sang cái cũng vấn đề giới thiệu ha. Chú ý là văn viết và văn nói khác nhau, hầu như tuyệt đại đa số tuyệt vời đó. Văn nói và văn viết, văn viết trong nhưng mà đã khác. Ông nói tôi là tuyệt vời đúng không? Chú ý văn nói, văn nói, văn viết khác nhau chứ nhé. Nhé. Xong đây là một cái rồi tiếp về cái văn văn chính. Trước hết, anh xin nói về cái giải phẫu của xương cổ. Là các cột xương cổ có 7 đốt từ C1 đến C7, có cái đường cong sinh lý nó ưỡn ra phía trước đốt C1, tức là đốt cổ không có cái thân đốt. Đốt C7 thì có cái mỏm gai dài nhất và chúng ta sờ thấy rõ phía sau cổ thấp, dùng cổ thấp nó lòi ngay dưới da, nhất là khi cuối cổ, nên được dùng để làm cái móc xác định cái đốt xương cổ. Giữa đốt cổ C1 với cái xương chẩm không có địa đệm và cũng không có địa đệm giữa đốt nội và đốt ngực C2. Do đó, giữa xương chẩm và C1 cũng như giữa C1 và C2 là không có lỗ liên hợp. Các đốt xương cổ kể từ C2 trở xuống nó liên kết với nhau bởi ba cái loại khớp. Đó là khớp thứ nhất là cái khớp địa đệm liên đốt. Thứ hai liên đốt là cái khớp giữa hai cái thân đốt. Đây là nguyên thành nguyên quả, đây là cái đệ nguyên quả giữa cái mặt khớp trên và khớp dưới của hai đốt liền nhau thì có cái đệ, đây là khớp địa đệ. Khi có sự cố định lâu trong một tư thế do nghề nghiệp chẳng hạn, hoặc là do áp lực lệch trọng
là trung tâm, nó sẽ dễ dẫn đến thoái hóa dạ dày và hình thành các cái gai xương ở các cái dạ dày cổ thấp, cái đốt dạ dày cổ thấp. Cấp thứ hai là cấp liên máu. Cấp liên máu được tạo nên bởi các cái máu cốt trên và máu cốt dưới của hai đốt liền nhau và được nhận biết trên cái thiên trục ở trong thiên nhiên. Khớp này có cái diện khớp là thực thụ, có bao mạc dịch, có cái mạc dịch môi trơn trong khớp. Về khớp móc, tức là khớp Lusca, nó chỉ có ở cái xương cổ mà thôi, còn nó không được là lưng thì không có cái khớp này. Mỗi thân đốt sống là có hai cái mỏng móc ở hai cái bên bờ ở trên hợp với hai cái diện khớp ở bờ dưới ngoài của thân đốt ở trên để tạo nên hai cái khớp móc ở mỗi khe liên đốt. Nên khớp có liên quan đến cái cử động quay cổ, không có tổ chức sụn, cái khớp này là không có tổ chức sụn ở cái diện khớp, không có cái dịch khớp, nên nó là cái khớp giả mà thôi, khớp giả. Khớp móc thì dễ bị tổn thương và bị phá hóa, khi có cái gai xương ở khớp móc sẽ dễ dè nén vào đó liên hợp và cái động mạch cuộc sống. Đây là hình ảnh minh họa của cái khớp móc, cái mỏng móc của cái đốt dưới và cái đốt ở trên sẽ bị tạo khớp móc ở đây, khớp này không có gì khớp. Và giải phẫu và đổ liên hợp, cái này thôi nói nó qua, nó sơ qua cái thành trước trong, thành trước trong của đổ liên hợp nó giới hạn bởi cái thân khớp sống liền đệm và cái khớp móc. Thành sau ngoài thì giới hạn bởi cái khớp liên máu, và thành trên và dưới giới hạn bởi các cái chân cung. Đây là định họa của cái đổ liên hợp đây, cho để cái chân đệm trước và đệm sau hợp lại thành một cái chân đệm chung ở cái vùng ngay đổ liên hợp đi ra ngoài. Cái dây thần kinh hỗn hợp nó chạy dọc theo cái lỗ liên hợp và tách ra thành hai phần cảm giác và vận động riêng biệt. Phần vận động còn gọi là cái rễ trước tiếp xúc với khớp móc, cho nên khi khớp móc thoái hóa tạo cái gai và dễ rất dễ dàng vào cái rễ này. Còn rễ sau nó nằm ở phía bên trong mỏm khớp và bao khớp. Cái rễ thần kinh bình thường chỉ chiếm khoảng 1/4, 1/5 của cái diện tích của lỗ liên hợp. Trong lỗ liên hợp chứa rễ thần kinh, gai sống, mạch máu, tổ chức liên kết, mô mỡ bao xung quanh rễ thần kinh. Tiếp theo là nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh thoái hóa xương cổ và các bệnh đệm. Còn xương cổ nó tuy chịu một cái lực, một cái trọng lực thường xuyên nhẹ, nhưng các cái cơ vùng gáy nó thường xuyên co do các hoạt động cơ học tạo nên một cái áp lực đặc biệt trên các cái đệm. Đó là các cái vi chấn thương mà chúng ta không có để ý tới nhiều nhất ở khoảng C5, C6, C7. Nên hai cái đệm này dễ bị thương tổn nhất. Theo Yumashev và Foreman, thoái hóa của xương cổ có hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cái hư sụn đệm, hư sụn nó thương tổn của dạng giới hạn ở cái đệm mà thôi. Và giai đoạn hai là cái hư xương sụn, nó có nhiều cái biến đổi ở hình thái và có xương cổ, lúc này mình mới thấy được cái trên hình X-quang PCT. Cho đến nay về cơ chế bệnh sinh thoái hóa cột sống cổ thì phần lớn các tác giả đều cho là nó có sự thoái hóa tổng hợp của hai cái quá trình, thoái hóa sinh học theo tuổi, rồi thoái hóa bệnh lý mắc phải, tức là do các yếu tố vi chấn thương, đặc biệt là chấn thương mãn tính như là do tư thế lao động nghề nghiệp, do cơ chế do cái cơ chế nhiễm khuẩn dị ứng, do rối loạn chuyển hóa, dị dạng cuộc sống, bệnh lý tự miễn, v.v. Ở người cao tuổi phần lớn đều bị thoái hóa dạ đệm và cuộc sống, vì dạ đệm rất nghèo mạch máu nuôi và không có khả năng tái tạo. Nhưng thoái hóa cuộc sống cổ thường bắt đầu ngay ở độ tuổi 30-40 là quá trình lão hóa tự nhiên, bắt đầu là mốc nước ở các dạ đệm. Cái này trên em ra mình sẽ dễ dàng phát hiện. Thành phần cái proteoglycan nó thay đổi làm giảm khả năng giữ nước,
lượng keratin sulfat tăng và chondroitin sulfat nó giảm. Với những cái thay đổi độ nhầy nhẽo này, cái sự chịu lực của thể đệm ngày càng giảm. Thể đệm giảm bề cao, nó phồng ra xung quanh. Và đó là cái lý do thể đệm mình dễ dàng mắc kẹt trên thể ra. Về sinh lý bình thường thì chiều cao của thể đệm đó, là cổ đó, cái bờ trước nó cao hơn cái bờ sau. Cho nên là tạo ra cái đường cong sinh lý nó ưỡn nhẹ ra phía trước, đó là đường cong sinh lý của sọ cổ. Khi thoái hóa giảm chiều cao thể đệm thì cái vùng trước nó giảm nhiều hơn, cho nên nó làm cho mất cái độ ưỡn của sọ cổ. Lúc này sọ cổ có thể chúng ta thấy thẳng hay thậm chí là nó cong về phía sau. Cái này rất là hay gặp trên sinh quan sinh nghệ và phát hiện. Khi thể đệm giảm tế bào thân sống nó sẽ áp sát vào nhau, nó gây ra cái tình trạng là gấp cái dây chằng vàng lại, bao khớp vào thân sống và lỗ chân lông. Trong khi đó cái cột sống cổ luôn bị tác động bởi các yếu tố bất lợi như là thường xuyên phải chịu lực nặng, hoạt động sai như thế kéo dài, viêm nhiễm, các biến chứng thương, dị ứng, rồi là rối loạn chuyển hóa, nó sẽ thúc đẩy quá trình thoái hóa tiến triển nhanh và biến đổi về hình thái đa dạng hơn. Tình trạng thoái hóa thể đệm là khả năng chịu lực của nó sẽ ngày càng kém, cái khoảng thể đệm ngày càng hẹp đi, tạo áp lực lên cái khớp móc, lên cái mặt khớp thân sống ngày càng nhiều, cho nên các cái gai xương sẽ hình thành thoái hóa phì đại, không đi máu ra, lúc này nó sẽ chèn vào lỗ chân lông. Tình trạng trên kèm cái nhân đề thoát vị dẫn đến các nguy cơ chèn cái tủy, hẹp lỗ liên hợp, chèn các bể thần kinh và hẹp ống sống, gây ra các cái triệu chứng lâm sàng sẽ được mô tả ở phần sau. Theo Osnan 1973 chia thoái hóa của sống cổ thành bốn giai đoạn với các cái biểu hiện lâm sàng tương ứng. Ở giai đoạn 1 là giai đoạn biến đổi bên trong cái nhân nhầy, lúc này là chưa có thể phát hiện cái lâm sàng hoặc là chỉ có cái triệu chứng co cứng cơ ở bên thân trước, cổ dài, cơ thể chém dưới do bị kích thích hoặc là đau từ đầu, do kích thích đánh rối giao cảm quanh động mạch cốt sống. Giai đoạn này là có chuyện đó. Nếu là em trai thì chúng ta có thể phát hiện được cái thiếu nước của nó, mất nước ở đây. Hình họa trên cái sống cổ, cái x-quang của sống cổ, chúng ta thấy do cái bề cao để phía trước nó cao hơn phía sau nên là nó có tạo cái đường cong sống cổ sinh lý. Đây là hình ảnh thoái hóa, nó thoái hóa và nó giảm cái cao phía trước, cho nên cuộc sống nó càng ngày càng có cái hướng nó đi thẳng ra và thậm chí sẽ cong phía sau. Đây là cái hình minh họa ở cái phần cổng ngôn từ rất là rõ ràng. Đây là cho thấy thoái hóa ống nước. Đây hình ảnh sống cổ mình thấy là cuộc sống cái đường cong sinh lý còn rất tốt và thể đệm còn đầy đủ nước, còn rất là đẹp. Trong khi ở sống cổ này nên là gần như là thẳng đứng và các thể đệm đã có dấu hiệu mất nước thì đem ra. Thì hai nó đẹp. Đây là cái hình giai đoạn 2. Ở giai đoạn 2, thoái hóa sống cổ giai đoạn 2, giai đoạn không bền vững của sống cổ. Tức là lúc này cái phim X-quang có thể có hình ảnh là giả trường cuộc sống, giả trường có thể gây đè ép vào cái thành sau của cái động mạch đốt sống bởi cái mỏ khớp trên của đốt sống cổ, nó nằm ở dưới, nhất là cái bữa cổ của đà. Đây là cái hình minh họa cho thấy mất được cong sinh lý của cột sống cổ. Trên cổ hướng đường mình sẽ thấy rõ hơn, nó vừa mất đường cong sinh lý, nó vừa thoái hóa mất nước và nó vừa lồi thể đệm. Đây là hình lồi thể đệm, lồi thể đệm vô thoát vị. Ở đây mình thấy hình ảnh lồi thể đệm rất là rõ những cái nhân đệm bình thường ở đây và bây giờ thì nó đã lồi ở đây, nhưng mà nó vẫn chưa thoát ra khỏi cái vùng sơ, nó chưa rách cái bờ ngoài của vùng sơ, có rách vùng sơ nhưng mà nó còn nằm cái trong của vùng sơ. Cái hình giai đoạn 3, thoái hóa giai đoạn 3 là cái vòng sỏi bị phá vỡ, tức là nó rách luôn cái bờ ngoài của cái vòng sơ, rách luôn bờ ngoài,
cái vòng sợi bị phá vỡ ngay đôi hoặc thấp dây điện. Có thể là cái đè ép vào để thần kinh cổ, mạch máu và thủy cổ. Ở đây mình thấy hình quả rất là rõ ràng, nó có mất nước, mất từng cột sinh lý. Thậm chí cái này nó đã cong đến sau luôn rồi, và cái nhân điện nó đã lồn, nó đã rách luôn cái mặt ngoài của cái cột sơ, thoát ra ngoài, truyền và ngắt bên. Đây là cái nhân điện nó lồn, nó rách, nó chọt ra phía sau luôn, nó truyền vào cái rễ trước của cái rễ thần kinh. Cái hình này nặng nề hơn, tức là ở giai đoạn 4 là nó có nhiều cái biến đổi về hình thái cuộc sống, gai xương, hàng đổi liên hợp, vân vân. Cái triệu chứng lâm sàng đa dạng và thường xuyên hơn. Ở đây mình thấy cái một số cái nhân điện đó nó thoát ra ngoài thành một cái nhân rời luôn, một cái mảnh rời rất là to, nó như là đằng sau che vô vĩ, che vô vĩ. Cái này là còn cái này đó, ở giai đoạn 4 thì nó có nhiều biến động sống, vừa thoát vị vừa có mảnh rời và nhiều biến đổi hình thái của một số cổ luôn. Đây là cái hình mô tả các cái giai đoạn của thoát vị. Đây là cái hình ảnh đi lầu nhẹ cái bộ sơ, lầu nhẹ cái bộ sơ, cái nhân điểm vẫn còn khu trú bên trong. Đây là giai đoạn 2 thì nó sẽ nó nặng hơn một chút. Tuy nhiên cái bộ sơ, cái bờ ngoài của bộ sơ này nó vẫn còn nguyên vẹn, chỉ lồi, nó chưa có cái rách cái bộ sơ ngoài. Ở giai đoạn 3 thì chúng ta thấy là nó rách luôn cái bộ sơ bên ngoài, và nó tạo một cái cổ, hay gọi là extrusion, tức là nó tạo một cái cổ, tạo cái cổ giống như mình có thể hình dung trong cái miệng ngạt chẳng hạn, là nó tạo một cái cổ như vậy, nó không còn trở lại được nữa. Và giai đoạn 4 lần này nhất là nó tạo cái ảnh rời, nó di trú đi xa, nó xuống rất là xa, tức là thậm chí xuống tới cái lỗ sống phía dưới, hoặc là nó lên tuốt lên trên, lên tuốt lên cái lỗ liên hợp phía trên. Cái phần tiếp theo em xin nói về cái phân loại các cái thể thoát vị. Thứ nhất là thoát vị trung tâm. Thoát vị trung tâm là cái nhân điểm nó thoát vị ra sau ở bụng ba giữa của cái ống sống, cho nên là cái thể này nó chỉ chèn ép vào cái tủy mà thôi, nó không chèn ép lỗ liên hợp và rễ thần kinh. Cái thể thứ hai là thoát vị cạnh trung tâm, thì cái nhân điểm nó thoát vị ra 1/3 ra sau bên một và một ba bên phải một trái, cho nên nó có thể chèn ép cả cái tủy và cả dây thần kinh. Cái thể thứ ba là nó bị lỗ liên hợp, không vào lỗ liên hợp, tức là cái trường hợp này nó là có cái mảnh rời rách cả đu bờ ngoài của hồ sơ, nó tạo ra một mảnh rời di trú ra đằng sau bên phải một trái, và cái nhân điện đó nó bị rời ra rồi đó, nó vào lỗ liên hợp. Chèn ép trường hợp này đương nhiên là chèn ép để rất là nặng. Tất nhiên là cái này nó không chèn ép như tủy, vì nó lên lỗ liên hợp thành ra nó không chèn ép tủy, nó chỉ có một mảnh nó rời ra thôi và thoát vị ra ngoài lỗ liên hợp. Đây là cái dạng rất gặp nhất, tức là cũng có cái mảnh rời nhưng mà nó đi xa ra phía bờ ngoài lỗ liên hợp, nó cũng chèn ép thần kinh, cũng không có chèn ép tủy. Đây là cái hình minh họa của các cái thể thoát vị dị điện. Như một số cổ bình thường mình như thế này, đây là cái hình ảnh thoát vị trung tâm, nó cung trú ở vùng vai giữa của cái ống sống. Đây là thoát vị cạnh trung tâm ra 1/3 bên, đây là thoát vị trái, và đây là thoát vị vào lỗ liên hợp. Cái vị trí chỗ rách hồ sơ đó nó nằm phía bờ ngoài, và cái nhân điểm nó lồi ra đây, nó thoát qua đây, nó chèn vô rễ thần kinh. Về tần suất thoát vị được đi để cổ thì theo Karana và Jordan, tỷ lệ mắc cái bệnh tỷ lệ một số cổ chiếm khoảng 36.1%, nó đứng hàng thứ hai sau một số thắt lưng. Nhưng mà theo Kokubun Nhật Bản thì có 1%, 1.54 bệnh nhân thoát vị để đệm cổ cần điều trị phẫu thuật trên 100.000 dân. Bệnh gây ảnh hưởng nhiều đến năng suất lao động xã hội. Về cái đó lâm sàng, nó biểu hiện rất là đa dạng, thường gồm có 4 hội chứng như sau. Đó là hội chứng cột sống cổ, gồm có đau là cái
cái triệu chủ đạo có thể nó kèm theo co cứng của vùng cơ cạnh cuộc sống cổ cấp hoặc mạng tính. Cái triệu chứng đau nó tăng lên ở tư thế cổ thẳng hoặc là cúi đầu kéo dài, có triệu đau của cuộc sống cổ, hạn chế vận động cuộc sống cổ, vân vân. Tiếp theo là cái hội chứng rẽ thần kinh. Hội chứng rẽ thần kinh cổ thì gồm có là tùy theo cái vị trí cái rễ này nó bị chèn ép mà cái đau nó lan từ cổ xuống tay ở phía bên bị thoát vị, bên bị chèn ép. Có thể đau nó tại vùng gáy, đau quanh khớp vai, đau sâu trong cơ xương, bệnh nhân có cảm giác nhức nhối, có thể kèm cảm giác tiếng cò tê rần dọc cánh tay, có thể là lan đến các cái ngón tay do nó chèn ép cái rễ thần kinh. Đau nó tăng lên khi vận động cuộc sống cổ ở các tư thế cúi, ngửa, nghiêng, xoay hoặc là khi ho, hắt hơi hay ngồi lâu. Có thể nó kèm theo cái hiện tượng là chóng mặt, yếu cơ hoặc là teo cơ tại vai, cánh tay ở bên đầu thương. Hội chứng tiếp theo là hội chứng động mạch cuộc sống. Bởi vì nó chèn vào cái lỗ liên hợp và cái lỗ liên hợp nó nằm ngay sát cái động mạch cuộc sống, cho nên là cũng gây ra triệu chứng của động mạch cuộc sống. Có các triệu chứng ví dụ như là nhức đầu ở vùng chậm, thái dương, trán và hai hố mắt, thường xảy ra vào buổi sáng. Nó có thể kèm theo chóng mặt, ù tai, hoa mắt, mờ mắt, ngứa vướng, đau tay, nó lan ra sang tay, đau khi là để cái đầu ở một tư thế nhất định. Hội chứng chèn ép tủy tùy theo mức độ và vị trí tổn thương mà biểu hiện chỉ ở là chi trên hoặc là cả thân và chi dưới. Giá đi không vững, đi lại khó khăn, yếu hoặc liệt tứ chi, lúc này là cái tủy nó kẹt lắm, thì kẹt nặng thì có thể liệt tứ chi, teo cơ gọn chi hay là dị cảm, tăng phản xạ trong xương. Biểu hiện khác như là dễ cáu gắt, thay đổi tính tình, rối loạn giấc ngủ, giảm khả năng làm việc, vân vân. Tùy theo vị trí cuộc sống cổ bị tổn thương mà có thể xuất hiện riêng lẻ hoặc là đồng thời các cái biểu hiện trên. Về các bệnh lâm sàng thì cái việc đầu tiên là chắc chắn là chúng ta phải chụp cái cuộc sống cổ, đây là cái xét nghiệm mà thường quy và đầu tiên mình phải có. Tư thế chết và tư thế để xem lỗ liên hợp. Cái tư thế này là chủ yếu để xem coi nó có cái gai xương, có cái gai xương của cái khớp móc như nãy nói, nó có chèn vào lỗ liên hợp hay chưa. Nhưng cái hình này thì chúng ta thấy cái bờ rất là đẹp, nó chưa có cái gai xương nào chèn vào đây hết. CT cuộc sống, cái CT này chủ yếu mình xem cái cốt hóa dây chằng dài, cũng là dây chằng dọc sau, cốt hóa dây chằng dọc sau. Đôi khi mình có hình MRI rồi mà vẫn phải chụp cái hình CT này để đánh giá cái dây chằng dài, cái dây chằng dọc sau. Cái cuộc sống cổ thì bệnh lý này thì tất nhiên là cái cộng hưởng từ là cái xét nghiệm là không thể thiếu để mình đánh giá chính xác cái hẹp lỗ liên hợp và các cái nguyên nhân gây ra cái sự chèn ép đó. Đo điện cơ bây giờ thì thấy cũng các bác sĩ sàn cũng thường xuyên cho động cơ. Em nói qua về sơ lược cái sự hình thành và phát triển của cái máy cộng hưởng từ. Về nguyên lý cộng hưởng từ hạt nhân thì được Philip Bloch và Edward Husserl phát hiện năm 1946. Đến năm 1952, hai nhà vật lý này được trao giải Nobel vật lý nhờ phát hiện và ứng dụng cộng hưởng từ. Đến năm 1977, chiếc máy cộng hưởng từ đầu tiên trên thế giới ra đời, nó hình thành cái hình cộng hưởng từ ở cơ thể người đầu tiên thu được vào ngày 3 tháng 7 năm 1977. Đến năm 1987, cộng hưởng từ ứng dụng chẩn đoán các cái bệnh lý tim mạch bằng kỹ thuật cộng hưởng từ tim. Đến năm 1993 là cộng hưởng từ chức năng ra đời, dùng để khảo sát các hoạt động chức năng não bộ. Ngày nay đã lồng ghép được cái hình cộng hưởng từ và cái PET, một cái kỹ thuật hy học hạt nhân, để tận dụng sự rõ nét của hình cộng hưởng từ về các cấu trúc giải phẫu và cái sự nhạy trong các hạt kiện, các cái vị trí
tăng hay giảm chuyển hóa của bé. Hai cái này cũng khác nhau, giúp để phát hiện sớm những cái tổn thương ở vị trí ở giai đoạn sớm, kích thước nhỏ, đặc biệt là ở những cái trung ương. Proton là các cái và các hạt khác của cái nguyên tử luôn có hạt. Đây là em đi nói tiếp theo là cái xem đường là cái nguyên lý của cái máy cộng tử. Thì cái nguyên lý của cộng tử chủ yếu là mình sử dụng cái proton. Proton là các cái hạt và các cái hạt khác của nguyên tử là luôn có hai chuyển động đồng thời, tức là nó tự quay xung quanh trục của cái hạt proton này để tạo ra một cái moment gốc quay gọi là spin, và cái chuyển động trong môi trường, tức là giữa nó và môi trường. Các chuyển động này nó tạo ra một cái từ trường nhỏ như là một cái nằm trong nhỏ, cái hướng thì vô định. Đây là cái hình mô tả của cái chuyển động xoay của một cái proton. Một proton nó có cái chuyển động xoay tự xoay xung quanh trục của nó để tạo ra một cái từ trường riêng cho nó, và nó có thêm một chuyển động nữa là so sánh một chuyển động giữa nó với lại môi trường xung quanh. Thì cái hình này nó mô tả cái này nó đi sâu vào vật lý quá, thành ra mình là đi học ứng dụng mình chỉ hiểu nôm na thế này, tức là một cái proton nó chuyển động quay xung quanh trục của nó tạo ra một cái từ trường, rồi nó quay xung quanh so với các cái môi trường xung quanh nữa, thành ra hai chuyển động đồng thời tạo ra một cái từ trường tổng, tức là cái từ trường của cái proton này nó hình thành bởi một cái từ trường tổng thêm các hình thành. Thì trong cái môi trường các proton này nó cái hướng nó không có cố định, nó ngẫu nhiên và trị tiêu, và tức là khi mà tổng hợp lại tất cả các cái proton này là nó bằng không. Đấy, khi chưa có một đường ngoài là thì các cái hình này nó cái từ trường sẽ bằng không, trị tiêu lẫn nhau. Khi mình tác động cái môi trường, khi tác động đưa một cái từ trường ngoài vào, tức là máy cộng tử đó, thì các cái proton này nó sẽ được định hướng và nó sẽ đi cùng một cái phương nhưng mà nó ngược hướng. Thì theo cái mô tả đó, chúng ta thấy là cái mũi tên đỏ và tên xanh thì là nó sẽ chênh lệch nhau về số lượng, và cái chênh lệch của nó là cực kỳ nhỏ. Người ta tính toán được, người ta mô phỏng, người ta theo tính toán được đó, khoảng một triệu proton như thế này nè, thì nó chỉ chênh lệch nhau đến 1, 2, 3 cái proton về cái hướng ngược nhau thế này mà thôi, nó chênh lệch nhau nhưng mà cơ thể chúng ta thì nó quá nhiều cái proton như thế, cho nên nó tổng hợp lại thì cuối cùng nó cũng tạo được một cái từ trường đủ để cái máy có thể ghi được. Nguyên lý căn bản nhất của cộng hưởng là cái sự cộng hưởng của moment cái proton hydro với cái sóng tính chất rẻ là sóng radio, nó làm thay đổi hướng và độ lớn của cái tơ từ hóa dọc do cái từ trường của máy từ gây ra. Em xin nói một xíu về chỗ này, tức là hồi nãy mình nói đó, là cái bình thường đó là cái từ trường đó, các proton đó nó bị tiêu. Khi mình đưa một cái từ trường của máy vào thì mình kích thích nó một cái tần số 6 hertz này, thì nó sẽ tạo ra một cái từ trường, nó tạo ra một cái khi nó nhận cái năng lượng từ hertz này, nó tạo ra một từ trường lớn hơn, thì nó tạo ra một cái nó đẩy cái vector từ trường đó nó ngã xuống, mình gọi là cái góc lập 90 độ, khi các bạn cũng 90 độ, nó tạo ra một cái vector từ hóa ngang đó. Thế là ví dụ như là khi có một cái sự cộng hưởng nào đó nó xảy ra, thì trong cái cơ thể của mình thì là có rất nhiều loại mô, thành ra khi mình phát sóng một cái tần số cụ thể thì có những một cái nhóm mô nó trùng cái tần số đó thì nó mới cộng hưởng mà thôi, còn những mô khác nó không cộng hưởng. Thế thì những cái mô mà nó cộng hưởng đó thì mình gọi là đó là cái sự cộng hưởng từ, lúc đó trên cái hình của mình là mình sẽ gọi là tăng tín hiệu. Còn những cái mô mà nó khác tần số thì đó là nó không cộng hưởng được cái tần số đó, nó sẽ không hấp thụ được năng lượng đó, thì lúc đó những cái mô đó mình gọi là có tín hiệu thấp, giảm tín hiệu. Em nói qua là cái sự tạo ảnh, có thể nói tắt có thể tạo ảnh như sau. À,
khi mình đặt bệnh nhân vào máy, từ trường máy nó tạo ra ở mô của bệnh nhân là một cái vector từ máy nhọc, tức là cái ở máy mình đã có phần từ các từ trường của máy rồi, và nó tạo ra các cái mô trong người mình đó, nó có một cái vector từ máy nhọc là biểu diễn bởi một cái vector thành đứng, nó cùng vương với vector của máy. Là khi mình phát sóng radio, nó có cùng tần số với các spin của cái mô đó, hiện tượng cộng hưởng từ sẽ xảy ra. Thì những cái mô nào nó không cùng tần số thì nó sẽ không cộng hưởng. Thì các proton sẩy hấp thu cái năng lượng của sóng radio này, rồi nó chuyển lên một mức năng lượng cao hơn, và cái vector nó được hóa dọc đó, nó sẽ bị đẩy lệch ra khỏi vị trí ban đầu, tức là mình tạo một cái góc lập theo cái phương nằm ngang, nó vuông góc với vector được hóa dọc ban đầu, nó tạo ra một vector gọi là vector được hóa ngang. Đây là cái hình ảnh minh họa của cái quá trình tạo ảnh khi mình đặt cái bệnh nhân vào cái máy, thì nó sẽ tạo ra một cái vector tự hóa dọc thế này. Tức là đầu tiên á, máy mình có một cái đường trường, rồi cơ thể mình cũng có cái đường trường, thì khi mình đặt vào thì những cái mô mà nó cùng tần số với cái máy đó nó sẽ tạo ra cái vector này, cái vector đỏ này. Đấy, thì khi mình phát cho một cái sóng này rồi á, thì những cái mô nào nó cùng tần số đó nó sẽ cộng hưởng và nó đẩy cái vector này ở đây thì trở thành cái vector nằm ngang. Đây là cái vector này có năng lượng cao hơn vector ban đầu, là nhờ hấp thu năng lượng từ rẽ này. Đây là cái hình diễn giải của cái quá trình sau khi mình tắt sóng rẽ. Thế thì khi mình tắt sóng rẽ thì điều gì, cái quá trình diễn ra là như thế này. Khi mình phát sóng đó, thì cái vector điều hóa dọc này nè, nó đẩy thành vector tự hóa ngang, có nghĩa là lúc này là bằng không, vector tự hóa dọc bao nhiêu bằng không, còn nó vô hết năng lượng cho cái vector tự hóa ngang này. Và khi mình tắt cái sóng đi, thì bắt đầu sóng cái vector tự hóa ngang này bắt đầu nó nhỏ dần này. Và trong lúc đó thì vector tự hóa dọc này nó dần dần hình thành trở lại. Thế thì khi nó hoạt động ở mức độ năng lượng cao như vậy và khi nó trở về mức độ nó thấp, thì nó phải giải phóng ra một cái năng lượng dư thừa, và chính cái năng lượng dư thừa đó là cái máy mình nó sẽ ghi nhận mất cái năng lượng dư thừa này. Và khi cái máy mình nó ghi được cái mức năng lượng dư thừa đó, sẽ chuyển tín hiệu đó đến vi mạch cái máy tính, và máy tính sẽ xử lý để tạo ảnh. Dạ, xin chân thành cảm ơn. Nói sao bây giờ nhỉ? Tức là tôi nói là tổng quan chứ không phải một bài giảng, đúng không? Thì hôm nay thì là nhắc các bạn vấn đề, tức là tự nhiên tôi được nghe bác sĩ An nói là OSCA là giai đoạn 1 đến 4 rồi phân loại phát vị ý để phân loại giai đoạn, tức là những cái đó tôi đang ví dụ hoàn toàn thường. Cái đề tài chúng ta là hẹp lỗ liên hợp trên điện thoại, thì làm sao em có cả cái giải phẫu cái cơ chế của hẹp là đúng, hẹp cho ba lớp, làm sao tập trung vào nói về em tai ba lớp, hiểu chưa? Tức là em dư thừa gần như hết các phương pháp chẩn đoán, thì đầu tiên là em tai đến các phương pháp khác, và trong phương pháp em tai thì em phải tập trung nói về ba chất khớp để tạo nên lỗ liên hợp, hiểu không? Rồi em có đi thử kinh nghĩa để phân chia giai đoạn thoát vị bốn đít thoái hóa cuộc sống bốn giai đoạn, tức là nó rất là thừa phải. Có hiểu cái đề, có hiểu cái ý không? Đề tài em chỉ đốt hay đốt nhỏ, nhưng không liên quan đến cái chuyện là nghĩa để thoái hóa rồi, nhưng cái đó có thể là nguyên nhân thoái hóa cái hệ của nhỏ. Thoái hóa có trước lớp có cái đề đấy là cái hậu quả, để chúng ta có thể kèm với tập trung mô tả ba thứ lớp tạo ra lỗ nguyên nhân hình ảnh đó và các phương pháp khảo sát, và tập trung đầu tiên là vào cái này, sau đó mới phương pháp khác, để rõ ràng cái đề chúng ta trình thì nó thường quá, và cái cần thì chúng ta
xưa rồi. Cũng như cái đó cũng như là em trai thì cũng em gần lại thì nó thừa nhiều quá mà nói càng nhiều em ấy càng dễ chặt. Ví dụ chuyện vui đây, sau viết được giải thưởng Nobel 1993, anh thấy ông Lutherberg bớt là 22 cái bỏ đâu, ông này cũng là yếu. Tôi nói ví dụ thế, đúng không? Rồi về vấn đề số tên nào T 1 T 2 khi ra cũng đọc chưa đã ở các cô đâu là trong môi trường spin 10 cái đứng thẳng hai cái đứng xuôi cố gắng nói gắn bỏ giữ được nói càng nhiều bài giảng thì càng dạy nói càng nhiều càng dạy cái thành ra cái nguyên lý em vai thì em chỉ giới thiệu à tổng hợp từ là gì dựa trên cô đông trong phân tử nước là cơ thể được 85% khi đã trong từ trường như thế này các sóng đô này cùng tần số này bắt đầu kín nước tại chỗ và kín đô từng giải T 1 T 2 xung 180 xung 360 lúc là đèn vét vét càng dài càng dễ chặt thầy hỗ đồng này khi ông thầy mà có tới ông đi tìm cái sai lầm của ông này vậy có ngày sao hôm nay là rất thừa về vấn đề phân loại Oscar rất thừa về phân loại các nghệ rất thừa về phân loại đại mà cứ tập trung nó phải hẹp độ đi học thì mình lại không được lại em hai đang ngắn gọn lại tập trung nói giới thiệu sơ sơ nói về cái hẹp độ đi học và các cơ hội thế còn xin kia và giờ là sao có thể các phương pháp khác và thiếu thì hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước vân vân ok không đây là một số cái cố ý mời tiến sĩ Minh dạ em xin phép thầy để cố ý một vài điểm cho các bạn thì thứ nhất là cái từ ngữ thì hãy thầy có trao đổi với Marcel một cái file từ tuyệt vời nhất này rất tốt hơn bởi vì tuyệt vời nhất thì mình còn cái bé trên vai nữa mà cho nên thôi vai là cái rất tốt rồi được rồi cái thứ hai là cái tổng quan tài liệu á thì như thế này cái chất lớp vi tính á là Oxyam có đánh giá có liên minh là CT đánh giá tốt về đánh giá là rất tốt về cái độ cao thì mình thêm một cái nữa là đánh giá cái từ mà khi làm đề về cái cộng hưởng từ á thì lịch sử của cộng hưởng từ thì không nên là ghi cái lịch sử ra đời mà chỉ nên trình bày cái lịch sử cộng hưởng từ liên quan đến cảm hóa và lý cuộc sống. Thứ hai nữa là không nên trình bày một cái nguyên lý cộng hưởng từ một cách chi tiết như vậy bởi vì việc làm riêng về sai phạm nguyên nguyên lý á nếu mà mình đã trình bày thì mình cần tham khảo thêm một số tài liệu đặc biệt là bác sĩ An đưa ra cái phương trình nam mô và giải thích tương đối là chi tiết cái phương trình này thì cũng không cần thiết. Nếu đưa ra phương trình nam mô thì mình nên giải thích cái tương quan cái giá trị của cái phương trình này trong cái trạng đối với cái cuộc sống một cái dòng thôi chứ một không nên là ghi một cách chi tiết như vậy. Tiếp theo là như một số cái mình lý giải về các cái hướng đại vector rồi các cái nguyên lý của thụ động tác cộng thì chắc có lẽ mình còn bởi vì nếu mà viết như vậy thì cái tổng quan mình nó lại ra một cái bài review thì cũng lấy được chứ lại nó không làm ra cái bài review tổng quan của cái bài. Một cái tiếp theo của tổng quan nữa là tức là trên cái tổng quan này á thì mình nên á là đưa cái phần thoái hóa địa điểm cuộc sống biểu hiện trên mặt cái quy sung em ra ví dụ như là trên quy sung T2 giảm tín hiệu giảm chiều cao như thế nào đó trên bốn hình ảnh nó như thế nào thì bác sĩ An nên đưa vào cái phần mà trình bày cơ chế thoái hóa và chèn ép địa điểm thì bác sĩ An làm kỹ quá nhưng lại là không trình bày cái cơ chế cái cộng từ cho nên nếu có trang mình nên là cái phần cộng từ cái cơ chế của cộng từ kỹ hơn. Và cần phải có đầu tiên nhất là nên giới thiệu cộng hưởng từ và đặc điểm hình ảnh thái quá cuộc sống và có cái tín hiệu của cái hẹp có cái tín hiệu của cái hẹp lỗ liên hợp hoặc là có cái tín hiệu của cái tràn ngập thể trên các hệ cuộc sống cụ thể như là tín hiệu của thái hóa địa điểm cuộc sống rồi tín hiệu đặc điểm hình ảnh của hẹp lỗ liên hợp hoặc là
một số cái tín hiệu của cái thoát vị giả định chưa có tràn ép tủy và tràn ép thể năng, rồi lại đưa cái tín hiệu của thoát vị giả định có tràn ép tủy cổ và tràn ép thể năng, rồi tín hiệu của đất vàng sơ trên các vị sông như thế nào, và cái tín hiệu của thoát vị thể di trú lên trên và di trú xuống dưới, và tín hiệu của khí trong giả định. Tín hiệu của thoát vị giả định mô tả một cách chi tiết về thể trung tâm, thể là phải trung tâm và thể là thái trung tâm. Bên cạnh đó cũng không thể bỏ sót là đưa thêm hình ảnh của cái tín hiệu thoát vị giả định thể small vào cái đề bài, mặc dù là nó là không phải là hoàn toàn đâu. Thì một số cái hình ảnh minh họa thì bác sĩ An cũng nên là đưa cái cộng hưởng từ nhiều hơn là các cái hình ảnh về đề phòng. Ở trong phần này thì bác sĩ An có trình bày cái lâm sàng là có hội chứng là gây ra hội chứng động mạch đốt sống. Cho nên nếu mình đã đưa ra lâm sàng hội chứng động mạch đốt sống thì trên siêu âm bác sĩ An nên đưa về một cái phương tiện cho nó hình ảnh nữa là kỹ thuật siêu âm đốt lên màu đang khảo sát hệ động mạch cảnh đốt sống động ngoài sọ. Thì mình đưa một số dạng để thấy là ta có trường hợp có biến chứng như thế này thì siêu âm cũng là một phương tiện để phát hiện ra cái biến chứng của bệnh thế này. Xin hết. Rồi xin đi. Em hiểu. Hẹp có nghĩa là do ba hốt lỗi hợp do ba hốt khớp tạo thành đúng không? Ông sơ mô tả em bay cho hình ảnh của ba hốt khớp nó bị gì nó là nó kẹt. Xong ông cũng đi lang thang đủ năm đi nhậu xong rồi đi tăm hơi, mê mô tả mê tăm hơi, mua hơi quên nhậu, nhậu với là